Tối ngày 10 tháng 11, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930 18 tháng 11 năm 2019 tại khu dân cư khu phố 3, phường 13, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng tham dự ngày hội có các đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Đỗ Mạnh Bổng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí là đại diện các ban ngành của thành phố và đông đảo bà con cư dân khu phố 3, phường 13, quận 11. Ngày hội lần này được tổ chức nhằm ôm lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sẽ kết một năm thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Một năm thực hiện chỉ thị 19 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện cuộc vận động Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước. Đây cũng là dịp để chính quyền phường 13, quận 11 biểu dương những gương điển hình tiên tiến, đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước trong suốt một năm vừa qua. Tâm sự với bà con khu phố 3, phường 3, quận 11 tại ngày hội, đồng chí Lê Minh Trí, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, bày tỏ sự vui mừng vì những thay đổi tích cực tại địa phương trong thời gian qua nhất là với thời điểm đồng chí còn công tác tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới văn minh đô thị trong năm 2019 của khu dân cư khu phố 3 và đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện nhiều hơn nữa để bà con xây dựng cuộc sống ấm no, môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Nhân dịp này, đồng chí Lê Minh Trí tặng 10 phần quà cho các hộ chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với mong muốn bà con tiếp tục phấn đấu vươn lên, chung tay đoàn kết với nhau trong cuộc sống. Cũng tại hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân quận 11 cũng trao tặng nhiều phần quà cho các bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.